đáng tiếc. Đây là bộ kit tưới cây thông minh giúp cho mình có thể tưới cây hàng ngày. Đây là một cái sản phẩm sẽ phù hợp đối với những bé là có niềm yêu thích thích về cây cối và môi trường. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem bên trong này có gì nhé. Đây sẽ là hộp lan tiết của mình nhé. Ở đây thì nó có thiết kế cái mô hình này. Khi mà mình thực hành xong thì mình sẽ làm như thế này nha. Ở đây có ghi có bộ phận ở bên trong hộp lan tiết này các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra kiểm tra đây xong có đúng như vậy không nhé. Đây là glue seal. Chắc đây là cái bộ phận để kết nối với glue tiết. Đây là cảm biến độ ẩm đất và dây cắm. Ôi từ hướng dẫn sử dụng trong bộ phận của blend kit cái nối phần cứng. Lát nữa thì mình sẽ thực hành lắp cái blend kit này như thế này nhé. Đây là thư viện. Và đây sẽ là cái cách mà mình viết chương trình để cho cái blend kit này thực hiện tưới cây. Thì bây giờ mình cùng bắt đầu làm nhé. Đây là tất cả các bộ phận của blend bit mình đã tháo bọc ra rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp theo những cái hướng dẫn này nhé. Hãy nhớ follow và subscribe tụi mình để cập nhật thêm nhiều video thú vị hơn nha. Tạm biệt các bạn.